Một con nhím tí hon đã bị bắt quả tang vì tội ăn trộm dưa hấu. Mà cũng lạ lắm, chủ vườn khều khều nó mà nó chẳng sợ gì cả. Chắc là ăn trộm cũng quen mặt lắm rồi, nên rất bình tĩnh. Không cho ăn thì mình biến thôi, có gì đâu mà căng.